Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Katana Vlog. Ở video hôm nay thì mình sẽ so sánh cho mọi người sự khác nhau giữa một số những cái dòng dao nổi tiếng. Bởi vì rất nhiều khách hàng vào cửa hàng của Katana thì khó hỏi là dao này, những cái dòng dao tốt so với dao ngoài chợ thì có gì khác nhau, hoặc là tại sao dao Nhật thì lại đắt như thế, dao gì mà mấy triệu một con. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip chia sẻ về sự khác nhau của các dòng dao và tại sao lại một chiếc dao Nhật lại đáng giá nhé. Thì ở đây thì mình có ba cái dòng dao. Thứ nhất là cái dòng dao Thái Lan khá là nổi tiếng và phổ biến tại Việt Nam hiện nay. Đó, cái dòng dao này thì mình vừa mua ngoài chợ xong. Thì nói chung là rất là phổ biến tại Việt Nam và các bạn có thể mua rất là dễ dàng. Hôm dao này thì mình mua với giá 25.000 đó. Tiếp theo là dòng dao Katana bên mình sản xuất. Đây là dòng dao Katana Essential. Và ngoài cùng là chiếc dao Nhật Sun Classic. Đây là cái thương hiệu dao Nhật nổi tiếng nhất trên thế giới. Mình sẽ so sánh luôn. Đấy, đầu tiên, sự khác nhau đầu tiên là về mức giá. Lần lượt, chiếc dao này thì có giá là 25.000. Chiếc dao này thì có giá khoảng gấp... Chiếc dao này thì có giá là 530.000 đó. Nhưng mà dòng này là dòng thái cắt, dao thái cắt. Ở Katana thì đang hết mất cái chiếc dao gọt cùng loại với cái này rồi đó. Nhưng mà một chiếc dao gọt cùng loại với chiếc dao Thái Lan này thì có giá khoảng 350.000. Và chiếc dao Sun này thì có giá là 3 triệu. Chiếc dao Sun này thì có giá là 3 triệu đó. Từng chiếc dao thì đều có những cái đặc điểm phù hợp với cái mức giá của nó. Tùy theo nhu cầu và mức độ sẵn sàng chi tiêu thì các bác sẽ có những cái sự lựa chọn cho phù hợp. So sánh đầu tiên thì mình sẽ so sánh về chất thép của ba dòng dao này. Khi nói đến chất thép thì người ta sẽ so sánh các tiêu chí cơ bản. Đấy là độ cứng, độ dẻo, khả năng giữ cạnh sắc, khả năng chống rỉ và khả năng ăn mòn của dao. Và cái ta quan tâm nhất sẽ là độ cứng của dao. Thì tại sao phải quan tâm đến độ cứng? Bởi vì độ cứng của thép là yếu tố quan trọng nhất quyết định cái độ sắc và khả năng giữ cạnh sắc cho lưỡi dao. Các bạn có thể xem cái hình này. Đây. Thì độ sắc của dao thì được quyết định bởi cái góc mài dao như thế này. Đó, khi mà cái góc này mà càng lớn thì dao cái khả năng thái cắt của dao sẽ không thể tốt như những cái dao mà có góc vát nhỏ như những cái lưỡi dao này. Đó, góc lưỡi dao càng nhỏ thì khả năng thái cắt càng tốt, tức là dao càng sắc. Đối với thép càng cứng thì khả năng tạo được cái góc vát nhỏ như thế này, tức là thép càng cứng thì dao càng sắc. Đó, thang đo độ cứng tiêu chuẩn thì là HRC. Ngược lại thì thép càng cứng thì gần như là càng quý hiếm nên là cái mức giá của nó sẽ càng đắt. Chiếc chất thép của chiếc dao Thái Lan nổi tiếng này thì trên vỏ thì chỉ ghi là stainless steel, tức là thép chống rỉ. Với một số video test độ cứng của dao này thì ở các vlogger quốc tế thì độ cứng của nó rơi vào khoảng 50 đến 51 HRC. Còn chiếc dao của Katana, dòng Essential này thì được làm từ thép AUS8, độ cứng khoảng 58 đến 59 HRC. Đó. Còn chiếc Sun này thì được làm từ thép VGMAX. Độ cứng của thép VGMAX rơi vào khoảng từ 60-61 HRC. Đây là một dòng thép rất là cao cấp. Thép này rất là cứng và rất là bền, có khả năng giữ cạnh sắc tuyệt vời và dễ mài sắc một cách đáng ngạc nhiên. Đây là cái loại thép được các đầu bếp rất là yêu thích. Đi đôi với độ cứng của thép là khả năng giữ cạnh sắc. Thông thường thì thép càng cứng thì sắc càng lâu, bởi vì nó cứng. Mọi người tưởng tượng xem, tức là vì nó cứng nên là cái khả năng mài mòn cái cạnh của nó đi thì sẽ khó hơn rất là nhiều. Những cái thép mềm ấy, cái khả năng mài mòn cái cạnh sắc của nó đi thì sẽ dễ hơn. Cho nên là những cái dao mà thép càng mềm thì khả năng bị nhanh cùn của nó càng nhanh. Thép càng cứng thì khả năng sử dụng dao sắc sẽ càng cao. Đối với cái chiếc dao Thái này thì thông thường nếu mà sử dụng nhiều thì 1 đến 2 tuần, còn nếu mà sử dụng ít thì 1 tháng là nó cùn rồi. Đối với dao Katana thì khoảng 3 đến 4 tháng, còn đối với dao Sun thì khoảng 5 đến 6 tháng. Ngược lại thì nếu thép mềm thì cái việc mài để lấy lại độ sắc cũng khá là dễ dàng. Đó. Dao thép cứng thì tuy ít phải mài nhưng mà khi mài thì sẽ khó hơn và lâu hơn một chút. Đối với những cái dòng dao thép mềm như thế này thì để lấy lại độ sắc các bạn chỉ cần quẹt vài đường lên bát
hoặc là mài lại bằng đá mài một vài đường thì sao sẽ sắc trở lại. Còn đối với những cái dòng dao này nó khá là khó để mà cùn đi, nhưng mà một khi mà nó đã cùn rồi thì cái việc mài sắc nó sẽ cần thời gian lâu hơn một chút. Đó, khi mài trên đá mài thì nó cũng sẽ cần lâu hơn một chút. Tiếp theo, có một cái vấn đề đối với cái dòng thép cứng mà thép mềm không gặp phải, đấy là để có độ cứng thì tất nhiên người ta phải đánh đổi với cái độ mềm của dao. Thép quá cứng thì nó sẽ có một cái vấn đề, đấy là nó sẽ giòn và nó sẽ không được dẻo dai như thép mềm. Đấy là một cái vấn đề của những cái dòng thép cứng. Thế nên là để những cái sản xuất những cái dòng dao thông thường thì người ta không muốn sử dụng những cái dòng thép nào quá cứng, có độ cứng trên 64-65 HRC thì nó sẽ rất là khó chế tạo và khó trong cái việc sử dụng. Ví dụ tiêu biểu như là cái dòng Sun này. Dòng này trước đây thì lõi thép họ làm bằng thép VG10. VG10 là một cái loại thép cứng có độ sắc khá là cao, cũng khoảng 60-61 HRC, thái rất là mượt, giữ cạnh sắc rất là lâu. Nhưng cả lại có một cái vấn đề, đấy là dòng này nó rất là hay bị mẻ răm, bởi vì thép cứng thì khá là giòn. Nên dao này thì có lưu ý khi sử dụng, đấy là không thái những cái vật quá cứng như là thịt đông này, hay là cắt xuyên qua các loại hạt, hay là thái xương cá hay là xương lợn gì đó. Ở Nhật thì ít gặp vấn đề này, không có vấn đề này mấy, ít bị vậy. Tại vì người Nhật họ dùng dao rất là gìn giữ và họ chỉ dùng đúng cái công năng để thái cắt của dao thôi. Nhưng ở các thị trường nước ngoài, ví dụ như ở thị trường Việt Nam, thì người ta quen với cái việc là dùng một chiếc dao đa năng cho tất cả mọi công việc của bếp núc rồi. Thế nên là khi mà sử dụng dao thì cái dao này nó hay bị mẻ, hoặc là khi làm rơi thì cái phần mũi dao nó hay bị vỡ. Thế nên sau này hãng họ cải tiến cái lõi thép từ VG10 lên VG Max để hạn chế cái tình trạng mẻ răm. Ngoài ra thì cái những cái dòng dao cao cấp như thế này, đó, các bạn có thể nhìn thấy ở trên mặt lưỡi dao thì có các vân Damascus. Những cái vân này thì không phải in lên. Cái này là một cái công nghệ, là một cái phương pháp rèn dao tên là Damascus, bằng nhằm mục đích để cân bằng giữa cái độ cứng và độ mềm của lưỡi dao. Tức là họ ghép lớp lõi thép, cứ một lớp thép cứng thì sẽ ép vào một lớp thép mềm, sau đó thì một lớp thép cứng, một lớp thép mềm. Dòng Sun Damascus này thì có tận 61 lớp. Đó, cái việc này thì có thể cân bằng giữa độ sắc và độ dẻo dai của lưỡi dao, khiến cho lưỡi dao vừa có độ sắc vừa có độ bền và hạn chế các vấn đề về lưỡi dao khi sử dụng. Nhưng mà lưu ý là cái lưỡi, cái lớp lõi lưỡi trong cùng này, cái lớp lõi để thái cắt này thì nó vẫn là cái lớp thép cứng, cho nên để mà sử dụng những cái dòng dao này thì yêu cầu về việc bảo quản và gìn giữ khá là khắt khe. Đó, dao này thì để mang lại cảm giác thái cắt thì rất là tuyệt vời đó, nhưng mà khi mà nhất là đầu bếp họ dùng thì họ sẽ rất là gìn giữ hơn so với những cái dòng dao như thế này. Đó, dao này thì rất là nồi đồng cối đá, các bạn có thể thái cắt thoải mái và các bạn đã quen với cái việc là dùng dao để thái cắt những vật cứng rồi thì mọi người có thể tham khảo những cái dòng dao mà ví dụ như Katana thì nó trung hòa được độ sắc, độ cứng. Cái dòng thép của nó là thép AOS8, nó có độ cứng lên tới 58-59 HRC thì về cơ bản là nó không quá cứng nhưng mà nó cũng không quá mềm, để việc cân bằng giữa việc độ sắc của dao và khả năng lấy lại cạnh sắc, cũng như là cái việc dao bền bỉ trong cái quá trình sử dụng và phù hợp với văn hóa sử dụng dao của các gia đình Việt Nam. Tiện đây thì mình cũng test luôn cái độ sắc của dao. Thường thì test độ sắc thì người ta sẽ cắt thông qua việc cắt giấy rồi cắt cà chua. Cái này thì nếu như mọi người có điều kiện qua cửa hàng thì mọi người sẽ cảm nhận được, bởi vì cái này nó liên quan đến việc cảm nhận ý. Cái đường cắt, bởi vì dao mới thì mình chắc chắn là sẽ cắt được giấy thôi, nhưng mà nó liên quan đến cái việc cảm giác nó mượt hay không mượt ý. Đó, thì đây là cái độ sắc của chiếc dao này. Đây là chiếc Katana. Đây là chiếc chef. Có một cái vấn đề nữa, đấy là khách hàng hay hỏi, đấy là mài dao nhiều thì dao có bị cùn hay không. Thì cái này nó lại liên quan đến cái vấn đề như thế này. Những cái dòng dao cao cấp thì càng mài thì nó lại sẽ càng sắc.
Tại vì toàn bộ cái lưỡi thép của nó đều được làm từ thép cao cấp, cho nên là các bạn có mài đến đâu thì cái lớp nó sẽ không bị cùn đi. Có những cái dòng dao rẻ hơn, những cái dòng dao mà phổ biến mà giá rẻ ấy, thì nó chỉ có một lớp ngoài của cái lưỡi dao là nó làm từ thép tốt thôi. Khi mà mình mài mất cái lòng dòng thép tốt đấy đi thì cái lớp thép ở bên trong ấy thì nó sẽ không còn được sắc như ban đầu nữa. Thì đấy là lý do mà khi bạn mài đến một cái mức độ nhất định thì dao nó sẽ không còn sắc như ban đầu nữa. Còn những cái dòng dao cao cấp thì các bạn yên tâm là càng mài nó sẽ càng sắc. Đó, cho nên là khi mà mỗi khi dao cùn thì cái việc các bạn cần làm chỉ là mài lại để lấy lại độ sắc của lưỡi dao thôi. Những cái dòng dao như thế này thì người Nhật họ quan điểm đấy là một con dao dùng cả đời. Đó, các bạn có thể dùng cả đời con dao này bởi vì nó không bao giờ hỏng được. Katana thì bảo hành mài lại miễn phí trong vòng 2 năm đầu tiên, cũng như là có vấn đề gì khi sử dụng dao thì bên mình sẽ bảo hành. Ngoài ra có một cái khác nữa để so sánh, đấy là cán dao này thì được làm bằng nhựa, cán dao katana thì được làm bằng gỗ ép. Tại sao lại là gỗ ép? Gỗ ép nó là ép các lớp gỗ với nhau chứ nó không phải là một cục gỗ nguyên khối. Đây, nếu mà nhìn kỹ thì các bác có thể nhìn thấy là cái cán dao này thì được chế tạo bằng cách ép các lớp gỗ với nhau. Cái việc này thì có tác dụng là để cho cái cán gỗ này nó có tính chất vật lý như là nhựa, và nó sẽ hạn chế được các tình trạng của gỗ như là mối mọt, rồi cong vênh các thứ, ẩm thấp. Đó, đây là việc chế tạo cán dao. Còn chiếc sưng này thì cán của nó còn hoàn thiện hơn. Cái cán của chiếc sưng này còn được chế tạo theo hình chữ D. Tại sao lại là hình chữ D? Tại vì khi mà mình cầm dao này, nó chế tạo hoàn toàn thoải mái khi mà mình cầm. Cho nên là chiếc này cầm, cái cảm giác cầm nắm và cảm giác thái cắt rất là tuyệt vời. Chiếc dao sưng. Đó. Ngoài ra thì cái tính thẩm mỹ của nó cũng đẹp hơn rất là nhiều nữa. Đấy là một số vấn đề cơ bản làm nên cái sự khác nhau về giá của những cái dòng dao thông thường. Mọi người có thể hoàn toàn dựa theo nhu cầu của cá nhân để chọn dao phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình. Mình xin kết thúc clip tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.